Đùa, trận này lại coi như là lạc vào cái lỗ hổng thời gian anh em ạ. Đấy, thế là chúng ta lại được gặp cái phiên bản tuần cơm ở vũ trụ song song. Áp lực, thật sự là rất là áp lực luôn. Rồi để xem nào, xem là tuần cơm chữ vàng chơi cái gì. Ui, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Ôi trời, chết. Sao mà hai con ốc ở dưới đàn chờ anh em ạ. À. Mẹ vai đái. Ô, anh quyết tâm ở anh giống hệt à? Đánh giống hệt luôn đấy hả? Dã man thật đấy. Coi như là bản sao mà chơi kiểu giống hệt thì hơi sợ. Mình bỏ bài ra là họ phải bỏ bài ra mà, đúng không? Có khi nào như thế không? Rồi, nào này tôi sẽ bỏ bài nhá. Ui, gặp rồi. Đấy, anh em thấy không? Biết ngay, cắt chuối mà. Gọi là giống hệt luôn, không khác tí nào luôn. Ui, gặp một phiên bản song song ở round cuối cùng à? À, cũng assassin luôn, cũng ốc 2 luôn, giống hệt luôn, vãi đài. Đùa à? Giống hệt luôn anh em ạ. Đấy rồi, ui dồi ôi, lại gặp tuấn cơm này. Nhưng mà đây là phiên bản song song. Nhưng mà bạn ơi, bạn sai lầm rồi. Ui, đẩy 24 máu luôn, 17 máu. Còn 24 máu. Rồi. Thôi nói chung là cái phiên bản này tiện phiên bản tuấn cơm ở cái phiên bản vũ trụ khác đi rồi. Đao này chắc chắn là đi rồi. 9 máu. À ơ, chưa chắc. Úi giời, đi luôn à? Và để lại cho tôi cái nhẫn máu. Trời ơi, quá tuyệt vời. Tôi đợi từ nãy giờ anh em ạ. Ui rồi, lại gặp nữa anh em ạ. Quyết tâm phục thù ấy hả? Dã man thật sự. Nói thật với anh em là gặp miết bây giờ tôi còn không có dám chắc tôi là cái hàng xịn nữa rồi. Tuấn cơm mua con assassin đầu game. Chuyện này quyết tâm biểu diễn lại assassin để phục thù đấy. Trong cái bảng truyền thuyết ở trong cái con game này nhá, là chúng ta có tới 2 con 5 đô ở trong bộ assassin đấy anh em. Rất mạnh. Không biết là có cơ hội nào chơi assassin không. Về căn bản ấy là nhìn cái đồ trông giống như đồ bắn trưởng vậy. Bắn trưởng ở trận này có cái con gì khỏe nhỉ? Không có rớt, không có rồng 5 đô. Đồ này rõ ràng là đồ bắn trưởng. God Warlock. Meta. God Warlock à? Cũng được, từ từ đã để xem. Water Spirit này. Water always wears you down. Đồ này có một cái blink cho Water Spirit. Skull Hunter, Skull Hunter, God đỏ. Trận này có Bad Omen. Từ từ nha, để xem nha. À, thực ra God Warlock gặp Assassin không ngon đâu anh em ạ. God Warlock gặp Assassin không ngon. Nếu mà chơi God Warlock gặp Assassin vớ vẩn là coi như là đột tử luôn đấy. Eco này. Ok. Đồ này thì có một cái blink rồi. Có một cái blink, một cái trượng phép. Hai cái món này có thể lấy luôn. Có thể chơi God Ác Mộng. God Ác Mộng 6 Warlock thì cũng có thể lấy cái đồ này. Lấy tạm đã. Tí nữa rồi tính anh em nhá. Để còn xem là Ác Mộng nó có ra nhiều không. Nó có ra cho tôi sớm không. Tôi trận này tôi không ưu tiên God Ác Mộng đâu. God Ác Mộng Warlock ấy, nó bị một cái là nếu mà gặp Assassin thì nó rất dễ bị đột tử. Đấy, đột tử rất sớm. Nếu mà gặp cái bộ assassin nó clear rất nhanh. Do cái bọn Warlock nó chưa kịp hồi máu thì nó đã bị chết rồi. Nếu mà đối thủ kẹp thêm Doom này, sau đó là kẹp thêm cái gì? Kẹp thêm
kẹp thêm, à không phải kẹp thêm mà là có thêm một cái gậy như ý để khả năng toàn rất cao. Ba assassin. Từ từ đã, tôi chưa up cấp vội đâu. Nhìn trông cái đội hình không có 2 sao, tôi không muốn up cấp. Eco luôn nhỉ. Bán 3 con đi Eco. Để như này chúng ta giữ máu được. Có 3 assassin. Round này chúng ta có thể bán đi. Chúng ta Eco lấy 10 tiền. Xác định luôn là bây giờ ra một con God of Light là tôi Eco luôn. Đối thủ nhìn đối thủ, các đối thủ mạnh lắm anh em ạ. Tôi nhìn là tôi không có cặp và tôi biết là tôi không thể nào tôi lên được 2 sao rồi. Nó phải có cặp cơ. Giai đoạn đầu game mà chưa có cặp thì chịu. Bỏ. Bỏ thôi anh em. đều rồi. Người nước à? Người nước, một cặp người nước, hai con người nước. God kết hợp với Water Spirit. Kình ngư trở lại chăng? Thực ra cái bộ gót đỏ á, cái bộ gót đỏ này mà kiểu chúng ta đánh gót đỏ kẹp với cả người nước ấy, thì cũng sẽ có thể là chơi được với assassin đấy nhá. Đấy. Trận này là tôi nghĩ là sẽ không phải chỉ có cái ông Tuấn Cơm kia ông ấy chơi assassin đâu, mà sẽ có nhiều người chơi assassin. Bởi vì làm sao? Bởi vì là trận này có tới 2 con 5 đô. Tuy nhiên là ở trong cái bộ ngoài ra ấy, thì có bộ Warlock cũng rất là căng, cũng có 2 con 5 đô. Và hơn thế nữa là có bộ Shaman cũng là 2 con 5 đô. Đấy. Nên là tôi cũng đang phân vân, không biết là nên chơi cái gì, God đỏ hay là God Shaman, hay là Mage Shaman. Ờ đúng rồi, Mage Shaman. Mage Shaman thì bị cái lại tí nữa lại có mấy thằng nó chơi ác mộng ấy, ác mộng Warlock. Từ xem nào, có ai không? Có vẻ như là có ấy. Tôi thấy có một người đang có con ác mộng. Hai thằng phía dưới đang có ý đồ chơi Shaman. Rồi, nói chung là cứ bỏ bài ra cho đỡ mất máu anh em ạ. Rất nhiều con đẻ. God of War, God of War này lấy nhỉ. Hai con thị vệ thường ngày. Khó nghĩ nhỉ. Mua như này thọt một tiền à. Thôi, bán đi Flector đi. Bán đi lấy một tiền. Từ từ con để tính sau đây. Còn phải ra được mấy cái con Shaman ở bộ đỏ ấy thì mới chơi. Chứ còn cái con một tiền đấy cũng chả ôm sớm gì, tí nữa tìm lại sau nếu mà ra Shaman anh em nhá. Bình tĩnh. Đồ này là nói chung là có blink cho người nước rồi. Đấy, thằng này không biết là có phải God ác mộng không. Ui, rồi. Thế thì chắc có bỏ bài vào nhỉ. Có Berlin rồi này. Lên được 2 sao. Bỏ 2 gót vào chơi. Ok chưa? 3 Warrior, 2 gót kẹp với cả người nước. Cho vào giữ máu đây anh em. Làm gì đã có Eco đâu. Wow, chốt luôn cái Berlin này. Trời luôn đi, ngại cái gì. Lâu lắm rồi chưa chơi con này anh em ạ. Trên kênh của tôi lâu lắm rồi chưa chơi người nước ấy. Chơi lại đi nhá. Hình như là anh em Đặng Minh Trung, anh em có mong muốn là tôi chơi người nước ấy. Lâu lắm rồi chưa chơi bộ này, chơi lại luôn. Đấy. Hôm trước anh em Đặng Minh Trung có comment bảo là lâu lắm rồi chưa thấy anh chơi cái bộ người nước. Cái bộ này coi như là một cái kỷ niệm của rất nhiều anh em chơi vào những cái mùa đầu. Thực ra không phải hẳn là mùa đầu, mà những cái mùa đầu tiên.
Đấy, rất là hoài niệm chơi bộ này. Tuấn cơm xanh đấy. Nói cứ như là mình nhỉ. Dã man. Đây rồi, hai đỏ. Kẹp được hai đỏ này. Ok, bây giờ bán một con đi lấy 30 tiền. Chắc bán thị vệ đây anh em ạ. Chơi Saman thì mới mua thị vệ, chứ còn nếu mà không chơi Saman thì thôi, chắc là bỏ thị vệ rồi. Trong cái trận đấu này ngoài Tuấn Cơm ra thì tôi nghĩ là còn một cái người nữa cũng sẽ chơi Assassin đấy. Cái ông tên là Z thì cả. Cái ông đấy tôi gặp rất nhiều ở trong rank. Cái ông Z mà có cái chữ E viết thành số 3 ấy. Cái ông này những cái mùa trước rank cũng rơi vào đâu đấy, tầm top server đấy, rất là cao. Chuyên Assassin thì phải, tôi nhớ là như thế. Gặp nhiều nên là mình cũng có nhiều ấn tượng về những cái người mà chuyên đánh những cái bộ vật lý. Kiểu gặp phát biết ngay. Ok. Rồi, huyết trượng này này, được. Thêm một con người nước nữa à. Thế khả năng là chơi người nước 3 sao rồi. Ok nhá. Hai con eco vào. Đồ lấy đồ luôn. Chốt cho người nước rồi. Rồi ok. Như này là khả năng là người nước sẽ lên được 3 sớm đấy. Không biết là có phải thế không mà hy vọng là như thế. Nếu mà nó cứ nói sớm thôi bước không qua đâu. Tốt nhất là thôi, không nên nói là nó lên sớm, mà cứ phải để hồi sau sẽ rõ. Chứ còn đến lúc mà nó không lên được 3 sao thì lúc ấy toàn ngay. Lướt được ít nhất là giết được một con nhá. Ui thì chết rồi, hết máu rồi. Ui mày bắt đối tử. Nhưng mà nó lướt vào không khí. Mẹ nó chứ, nó lướt vào không khí anh em ạ. Ui giời ơi, sao lại lướt được một cái quả vô học đến như thế ở người nước. Chán đời thật sự luôn ý. Không phải kính ngư anh em ạ. Cái quả vừa rồi không phải là kính ngư lướt rồi, mà là cái quả vừa rồi là Tuấn Cơm lướt. Cái kiểu Tuấn Cơm là học bơi 15 nhưng vẫn chưa biết bơi đấy anh em. Dã man. Làm quả lướt hơi bị coi như là sốc luôn. Chỉ muốn là bán luôn thì mua con ác mộng về chơi cho đỡ phải lướt nhiều. Quả lướt đúng là muốn đột quỵ luôn anh em ạ. Dã man. Thực ra là bây giờ mà tôi có thêm một cái con 2 sao nữa là tôi có thể là tôi sẽ không eco nữa đâu anh em ạ. Đánh ở level 7 là chúng ta có một cái đội hình khá là mạnh rồi đấy. Một con 2 sao nữa và một đỏ nữa đâu. Một 2 sao và một đỏ nữa. Và một wizard nữa để kích hệ. Ui. Trong cái con này nó lướt mà không ăn thua nhỉ anh em nhỉ. Lọt toàn lọt 100% này. Dã man. Cáu thật đấy. Roll mấy cái đã anh em nhá. Roll mấy cái đã đi. Ui đời ơi, hai đỏ này. Rồi roll tiếp. Hai sao đi. Cho một con nữa hai sao đi em nào. Trời ơi. Cay nhỉ. Thực ra bây giờ có cái con roll ở 5 này mà không lên được con God ở War lên 2 sao thì quá đen. Thật sự như thế luôn. Ở đây con Wizard nhưng mà chắc là tôi chưa mua đâu. Đằng nào chúng ta cũng roll ở 5 mà. Đúng không? Roll ở 5 thì tí nữa ra thì mua. Bây giờ phải lên 2 sao đã. Ít ra phải con Axe, con Swordman lên 2 sao ấy chứ. Cái con người lướt thậm chí là nó lướt chả chết được con nào luôn. Rồi, luôn tiếp nha anh em nhá. Rồi. Lên 2 sao đi. Được. Một con lên 2 sao này. Ok. Hai đỏ, ba warrior. Được chưa? Này liệu rằng có thể để giữ máu được không? Sau đó round 16. Round 16 chúng ta sẽ lên 7 anh em nhé. Tôi nghĩ là như này ổn rồi đấy. 4 đỏ kết hợp với cả 2 god đánh ở level 7. Ok. Tuấn Cơm mất chuỗi rồi à? Ui không để ý mất chuỗi từ bao giờ nhá.
Bị thằng nào cắt chuỗi nhở. Mà thôi, không sao, vẫn còn một cái thằng có chuỗi là được rồi. Đấy, ui giời ơi, tại sao cậu lại mất chuỗi? Bây giờ mà gặp round này vớ vẩn là tôi cắt được chuỗi của Tuấn Cơm ấy nhá. Tôi có thể cắt được đấy. Anh em thấy chưa, mạnh chưa? Cắt được mà. Cắt được mà, đó. Nhưng mà tôi round này tôi lại bị mất chuỗi. Mất chuỗi thua à? Cái thằng kia là mất chuỗi chứ. Cay thật, bị thằng Z là cắt chuỗi. Bây giờ mới lên được 2 sao này. Nhưng mà thôi được rồi, lên 7 đó. Lên 7 dần rồi anh em ạ. 4 đỏ. Nói tóm lại là gì, bây giờ là ổn rồi. Chúng ta giữ 50 máu comeback rồi. Lên 8 nó sẽ là 4 đỏ kẹp với giữa cả 4 gót. Nhưng mà sẽ phải có cái con wizard. Chưa ra wizard, chắc là run ở level 7. Từ từ đã. Không có gì phải vội cả. Cái con người nước này ở trong cái bộ gót đỏ ấy, nó cũng khá là giữ máu đấy. Lâu rồi tôi không chơi cái bộ này nên là nói chung là cái mấy cái giai đoạn đầu thì chưa quen thôi, nhưng mà đánh dần quen tay thì cái bộ này nó cũng ngon đấy. Tôi ngày trước còn chơi bộ này thông thạo lắm. Rồi, tôi sẽ lấy full đam luôn. Full đồ đam luôn anh em nhé. Lấy cái gậy hack thôi. Trận này có thể là tí nữa chúng ta sẽ ghép thêm một cái gậy bão nữa. Đấy, nhưng mà ghép sau, lấy gậy hết trước. Tôi sẽ lấy gậy hết trước. Gặp assassin chơi gậy bão hơi phí. Trận này xác định là nhiều assassin, mà nếu mà mình chơi gậy bão ấy, cái bão nó thả xuống cái con assassin nó bay mất thì nó bằng không anh em ạ. Gậy bão chỉ phù hợp để đánh nhau với cả những cái thằng chơi kiểu warrior này, hay là chơi mấy cái con củ lần mà nó kiểu nó đi bộ thôi. Giống kiểu mấy con như là goblin hay là Clyde ấy, thường là bọn nó đi bộ, nó tụm vào một chỗ thì chơi gậy bão ngon. Gậy bão cũng thích hợp để chơi với cả mấy cái nhà chơi mết nữa, bởi vì nó đứng tụm mà. Đấy, nó không có di chuyển, nhưng mà bọn assassin nó di chuyển hơi nhiều. Nên là nếu mà lấy gậy bão thì tôi nghĩ là nó hơi phí. Nếu mà sau này mà thừa đồ ta ghép gậy bão sau. Tất nhiên là nếu mà trong trường hợp mà late game mà chúng ta gặp những cái bộ như kiểu Shaman mết thì gậy bão ok. Ok, đỏ này. Rồi, đây rồi, wizard rồi. Vậy là chúng ta sẽ có thể lên được level 8 ấy. Level 8. Chúng ta sẽ có 4 gót kẹp với 2 đỏ. À, 4 gót kẹp với 4 đỏ. Đánh ở level 8. Bây giờ lên 8 luôn không nhỉ? Từ từ đã. Bây giờ phải biết xem là gặp cái thằng top 1 chưa. Nếu mà gặp rồi thì tôi không lên 8 đâu. Ui, gặp ở round 12 ạ. Đen nhờ. Gặp rồi anh em ạ. Mà cái trận này cứ đen đen kiểu gì ấy. Mấy cái thằng mất chuỗi ấy, nó toàn gặp cái đối thủ khác xong rồi là mất chuỗi trước khi gặp tôi một round. Cay đợt. Ok. Lướt. Hay. Chết rồi, cái thằng có chuỗi kia nó gặp Tuấn Cơm. Nhưng mà Tuấn Cơm khác anh em ạ. Vãi đài. Mất chuỗi luôn nha Tuấn Cơm mà. Xong bây giờ thằng Z nó lại có chuỗi kìa. Z có chuỗi à. Chuỗi cộng 5. Càng phết nhờ. Z chơi gì à, Z không phải chơi assassin. Z bây giờ đang chơi kiểu bắn trưởng à. Thực ra bây giờ tôi vẫn chưa muốn lên 8. Luôn mấy cái nữa anh em nhá. Luôn thêm một con 2 sao nữa đi. SPK 9 phe giờ. Chưa đủ bộ, chưa đủ bộ, chưa đủ bộ. Ok. Chưa đủ bộ thì vẫn ăn được thôi. Trận này hơi đen. Mặc dù chúng ta có khả năng là cắt chuỗi được của những cái thằng có chuỗi ấy, nhưng mà chúng ta không gặp bất cứ một thằng nào hết.
Cái thằng Z đấy chúng ta cũng đã gặp rồi anh em ạ. Tất cả những thằng có chuỗi tôi đều gặp rồi. Thế mới cày, nó toàn có chuỗi lúc mà tôi gặp rồi. Rồi, rồi, run tiếp anh em nhá. Đánh ở level 7 đó. Ok. Từ từ đã. Cứ đánh ở level 7. Bây giờ là chúng ta là có là 6 con rồi đấy. 6 con đỏ ấy. Đấy, nhưng mà bây giờ tôi muốn là run ở level 7 lên được con người nước 3 sao. Lên người nước 3 sao luôn. Thằng này đủ Saman rồi chứ. Đủ 4 Saman rồi. Ây à, nó còn lướt, nó còn cướp được cái lướt của tôi kìa. Nhưng mà không sao bạn ơi, vẫn ăn được. 4 Saman nhưng mà không có mết thì vẫn ăn được thôi. Rồi, có chuỗi này anh em này. Rồi, luôn tiếp rồi. Từ từ đã, từ từ đã, ra quái. Chúng ta giờ đang có chuỗi, nhưng mà bây giờ đánh ở 7 thì sẽ mất chuỗi đấy. Lên 8 đánh tiếp không? Bây giờ mà đánh ở 7 là chắc chắn là mất chuỗi. Mà lên 8 thì có 4 gót kết hợp với người nước. Bây giờ muốn đánh ở 7 được ấy thì phải roll được ra con người nước 3 sao. Bây giờ còn 3 con nữa, có lên mạo hiểm không nhỉ? Hơi khó đấy. Khó đấy anh em ạ. Rồi, Tuấn Cơm đã coi như là form được đội hình Assassin mà bây giờ kẹp luôn con Doom mà cho nó chắc kèo. Dã man. Chơi đúng kiểu là đấm tôi mà. Anh em thấy là tất cả có thằng nào chơi gót đâu, một mình tôi chơi gót kẹp ngay con Doom mà luôn. Dã man. Counter triệt để đấy, counter triệt để đấy, quyết tâm phục thù. Thật sự là như thế luôn. Rồi, lấy cái giáp. Luôn nhá. Luôn luôn này. Từ từ nha, nếu mà hai con này lên 2 sao thì chúng ta lên là lên 8 anh em ạ. Không, tôi sẽ không đánh ở 7 đâu. Tạm thời như này đi. Ok, rồi, tôi sẽ ghép như này. Giảm hồi máu của đối thủ. Có cái giáp băng giảm hồi máu. Đánh với những cái thằng mà nó ghép Kira ấy, chơi giáp băng ngon. Ui, gặp luôn Tuấn Cơm này, có mất chuỗi không? Có Doom nhá. Doom Blink luôn à? Vãi đài. Mà ra được Sailing Assassin hơi bị sớm á. Ok bạn ơi, ok bạn ơi. Ố ố ố ố. Cửa lặn nhá, Sailing vẫn sống nhá. Ui. Ui, may quá. Level 9 50 tiền à, ông xanh đấy. Level 9 50 tiền ra Sailing Assassin rồi. Nên nhớ là trận này ở trong bộ Assassin ấy, nó có tới 2 con 5 đô. Cực kỳ mạnh mẽ luôn. Có vẻ như là sau cái trận hôm trước là Tuấn Cơm chữ vàng đã quyết tâm là về luyện cái bộ Assassin để phục thù. Kiểu như là đấu tay đôi Assassin xong rồi cảm thấy là vẫn còn đang chưa đủ sức mạnh nên phải luyện thêm. Nhưng mà hôm nay tôi không chơi Assassin anh em ạ. Thế nên là chúng ta sẽ không có thể có một cái trận đấu thư hùng giữa hai cái bộ sát thủ với nhau. Cũng có một chút gì đấy đáng tiếc, đúng không? Mà không sao. Tôi có thể múa được cái bộ Assassin thì tôi cũng có thể múa được cái bộ God anh em ạ. Anh em cứ yên tâm. Cũng sẽ là những cái bộ mà tôi thông thạo thôi. Ok, đấy anh em thấy chưa? Thông thạo chưa? Có chuỗi thì là thông thạo rồi đấy. Rồi, cộng 7 nha. Ui, ra Saman này. 4 Saman. Đánh tạm không? 4 Saman ngon hơn hay là 4 đỏ ngon hơn? Mỗi cái bộ nó cũng có cái hay của nó. Thực ra nhá, ở trong cái trận đấu này tôi không có đồ thủ ấy, nên là lấy 4 đỏ vẫn ngon hơn. Con Water Split này có 1.200 máu thôi anh em ạ. Bỏ vào 4 Saman là cái con này nó hơi mỏng. Không có đồ thủ mà. Bình thường kiểu giáp xoay chèn thành ấy thì chơi kiểu kia ngon. Nhưng mà trận này tôi lấy full đam, full công cơ mà. Cộng thêm 450 máu là cả vấn đề đấy anh em. Rồi. Cứ giữ lại 4 đỏ này.
Tôi nghĩ để 4 đỏ này nó khỏe hơn đấy. 9 si này. Càng ấy. Ui. Ui. Vãi đài. Ăn nổi không? Chết rồi, mất chuỗi rồi. Mất chuỗi rồi, mất chuỗi rồi anh em ạ. Mất chuỗi rồi, mất chuỗi rồi. Gặp ngay thằng 9 xin KL quỷ ca. Càng đấy. Lại mất chuỗi cho assassin này. Chỗ này nhiều assassin đấy. Ui ôi, roll mấy cái chả ra người nước nào sao. Chán thật. Ui, vừa nãy roll không ra một cái gì luôn anh em ạ. Ra vừa rồi roll không ra một cái gì. Đen đến như thế cùng. Cái round vừa rồi tôi để 4 đỏ vào nên là cái round gặp assassin ấy chúng ta chỉ lọt có 2 con thôi. Chứ còn nếu mà để Saman thì khả năng con người nước nó đã chết từ cái lúc mà nó bị bớ vào ở cái pha mà bọn assassin nó nào dưới rồi. Cũng may đấy. Sáng suốt để 4 đỏ. Ok. U thằng này chơi cái gì đấy? Có phải là 6 mét kết hợp với cả 6 đá không? Có phải không? Định chơi cái món đấy à? Rồi, roll tiếp thôi anh em ạ. Đánh ở 8 à. Đấy rồi, một quả trứng này. Một quả trứng và một con heo, ngon. Ui dồi ôi. Vậy là chỉ còn một con nữa thôi. Một con người lướt thôi, chúng ta roll ở 8 à. Người lướt 3 sao thì lên 9 anh em nhé. Lên 9 là 6 đỏ. Ok, ui dồi ôi, Doom Blink. Dã man. Đây nó gọi là quyết tâm phục thù đấy. Ác thật. Một mình chơi bắn trưởng à, không phải một mình chơi bắn trưởng mà là một mình chơi gót. Team thì là counter vào cái bộ gót là chắc chắn rồi. Kẹp Doom là counter gót. Doom nó có counter vào mấy cái bộ mết đâu. Counter vào mấy cái bộ bắn trưởng đâu. Nó chỉ counter vào gót thôi anh em. Thế cho nên Assassin kẹp Doom Blink luôn. Chơi rất cẩn thận. Muốn thịt tôi bằng được này. Trận này vũ trụ song song đánh ác thật đấy. Ác ồn thật. Dã man. Quyết tâm phục thù mà. Trời ơi ra đồ chán thế. Rồi. Lấy cái gậy hack rồi. Rồi. Vốn tiếp anh em nhá. Vốn tiếp. Một con người nước nữa thôi. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Ra đi. Ra đi. Ra đi. Ui dồi ôi, 15 tiền không ra. Cay nhờ. Còn một con nữa thôi mà mãi không ra. Đồ này từ từ nhá, không ghép đâu. Tí nữa ghép cái chống hồi máu á. Đánh với cả Assassin Kira phải có chống hồi máu anh em ạ. Chính vì thế tôi mới ghép cái sắc băng đấy. Giáp băng tôi đã ưu tiên ngay từ đầu. À, không có chống hồi máu, không kết liễu được cái con Selling Assassin mà nó có Kira mà nó lại còn có cả giáp đâu anh em. Khó. Đấy, có Kira cái kìa. Đồ ngon thế nhờ. Chịu rồi. Lát người luôn. Round này. May mà lé ra con Doom ấy. Giết chết con Doom. Lướt chết con Doom. Lướt chết con Doom. Rồi ơi mày lướt như thế à. Mà thôi nói chung là cũng giữ được máu. Mất ít rồi. Mất 7 máu à. Người lướt ơi mày ra đi. Ui từ từ nhá. Bad Omen được. Người lướt ơi mày ra đi. Ra. Không ra. Bố mày đồn hết tiền luôn. Mày có ra không? Mày có ra không? Phải thế chứ. Phải thế chứ. Ok ok. Lên 9. Lên 9 nha anh em nha. Lên 9 kẹp với cả 6 đỏ. Rồi. Lên 9 là sẽ lên 10 thôi anh em. Bây giờ tích tiền lên 10 thôi. Rồi đủ bộ. Ở đây là có sẵn con God of Light phía dưới rồi. Chúng ta sẽ đủ bộ sớm thôi. Vấn đề bây giờ là nó xếp bài thôi anh em ạ. Xếp bài counter thôi. Ok rồi. Người lướt cái lên được 3 sao là cái lượng đam của nó là khác hẳn luôn đấy. Ok.
Ui rồi ui, đẩy đối thủ khá là nhiều máu. 15 máu. Nhưng mà tôi vẫn chưa có cái chấn phái ở cái con này. Chúng ta chưa có chấn phái. Chấn phái của con người nước đó chính là cái huyết trượng mà chưa có. Phải có được cái huyết trượng. Chuyện này phải huyết trượng với cái giáp băng thì mới solo, mới late game, mới top 1 được anh em ạ. Không có hai món đấy tôi sợ là cũng sẽ đứt điện với cái bộ assassin thôi. Con này nó mỏng lắm, tôi không có cái đồ thủ. Máu nhiều là không để làm gì cả. Bọn kia nó tất sát, nó đánh nó. Nói chung là nếu mà không có giáp, không có giáp xoay, không có đồ hồi máu ấy, thì dễ chết lắm. Thậm chí là đối thủ đã coi như là ghép sẵn cái MKB rồi. Gậy gai tím rồi đấy nha. Sắp tới là gậy gai nó thành gậy gai vàng luôn đấy. Đấy cũng chính là lý do làm sao mà tôi đầu game tôi cũng không có chọn cái bộ God Warlock. God Warlock mà gặp assassin cầm những cái đồ như thế kia kẹp đun vào chắc là tôi cũng hẹo lâu rồi anh em ạ. Nói chung là cứ phải tỉnh táo. Rồi. Ui thằng Z suýt đi luôn này. Suýt đi luôn. À từ nhá, con này cũng được. Con này được. Anh em nghĩ sao nếu mà chúng ta có một cái khả năng là lé con Doom nhờ bộ Saman. Được đấy anh em ạ. Nếu mà chơi 6 đỏ kết hợp với cả 4 God ấy, khả năng là cái con Water Split của tôi nó sẽ bị Doom đấy. Con Doom nó blink xuống, nó Doom trúng vào con 3 sao thì ạc luôn. 40 máu không là nhiều đó nhá. Mà nếu mà bây giờ chúng ta lên 10 chúng ta kẹp thêm con Spire vào thì cái câu chuyện nó khác. Chúng ta sẽ có 4 Saman. Và chúng ta sẽ gọi ra làm con 5 đô 2 sao. Ok. Thái 9 Assassin. 9 Assassin này. Rồi sao bạn ơi, 9 Assassin của chúng tôi ạ. 9 Assassin này. 9 Assassin không có làm gì được cái bộ 6 đỏ cả. Đi rồi. Bởi vì cái bộ 6 đỏ của tôi nó rất trâu. 9 Assassin hàng fake thì nó sẽ không có cái món đồ Kira, cái món đồ nguy hiểm ở trong bộ Assassin. Sợ nhất là cái món đồ đấy thôi anh em ạ. Nhiều khi là cái bộ gót đỏ này nó không có đủ cái lượng đam để có thể kết liễu được những cái con mà có đồ Kira, trừ khi là chúng ta có giảm hồi máu. Đó. Cứ lướt một phát xong nó lại chém hai cái nó lại đầy máu ấy mà. Thế nên là cần cái món, những cái món đồ giảm hồi máu. Ở đây tôi cũng đang giữ lại cái que để tí nữa tôi ghép cái gậy như ý đấy. Chứ còn tôi không có ghép cái hút máu trừ giáp làm gì cả. Round sau là khả năng chúng ta sẽ lên được level 10 rồi. 40 tiền. Quá tuyệt vời. Level 10 chúng ta sẽ không sợ Doom nữa anh em. Tí nữa khi mà cái con Khan, à không có Khan, Bad Omen và con heo lên được 2 sao ấy, thì chúng ta không ngại Doom nó đâu. Những sinh lực ở đây rồi, hút máu trừ giáp đây rồi. Ui rồi vẫn chưa có huyết trượng này. Chán đời thật sự. Khó nhỉ. Round này vẫn chưa lên được. Round này vẫn chưa lên được, phải một round nữa. Round sau chúng ta mới lên được 10. Round này muốn lên 10 phải bán một con đi. Từ từ đã, thôi một round nữa đi. Tôi nghĩ là 40 máu này có thể chịu một round nữa cũng được. Chúng ta chơi 6 đỏ, máu cứ thấp dưới 20 máu là ok. Để máu cao quá thì cũng không mạnh đâu. Cho máu xuống thấp thêm một chút nữa vẫn được mà. Đấy, thế là thôi nhá. Cứ để một round nữa đi. Round sau chúng ta giữ nguyên những cái con, chúng ta không cần bắn cái nào cả. Z nó chuyển về cái bộ insect rồi. Vậy là trận này còn 9 Feather, Insect và cái nhà Assassin. 9 Feather tầm này mà con Shadow vẫn chưa lên được 3 sao thì không ngại đâu. Ok là thằng đi rồi. Ui! Ui! Cái gì đấy? 2 sao mà nó vả cho hai cái con người lướt của tôi bay màu ạ. Ui ui! Là con mất nhiều màu đó chứ. Vai,
Không thể nào mà có thể tin được luôn cái round vừa rồi đấy. Thôi được rồi, thế chúng ta lên 10 thôi. Bốn gót như này hay là cho bốn Saman vào. Thực ra con người lướt của tôi lúc nào nó cũng sẽ lướt được trước cái con Doom. Nhưng mà cái vấn đề là trong cái lúc lướt ấy, con Doom nó tung trưởng thì không sao. Nhưng mà nếu mà lướt xong mà con Doom nó tung trưởng ấy, khả năng là nó dí vào cái con người lướt ở cao ấy nhá. Con người lướt có khi lướt được một phát nó bay màu. Chơi Assassin sợ vãi đái luôn, thề. Assassin kẹp Doom. Về căn bản là cái con người lướt của tôi ấy, nó mỏng quá ấy, nên là tôi cũng hơi sợ. Nó không có đồ hồi máu mà. Con này mà có huyết trượng thì khác, nhưng mà không có huyết trượng. Đang không có huyết trượng cái này. Gặp thằng này chắc ăn được. Có đồ Kira cho cáo. Ây da, căng. Hỏng rồi, không ăn được, không ăn được, không ăn được, không ăn được. Khó à. Bật bây giờ, bật cái giáp băng lên. Bật cái giáp băng lên là ăn được. Hack hay. Bật giáp băng lên, bật giáp băng lên. Bật giáp băng lên là ăn được. Ủa, căng đấy. Căng đấy, hay quá. Ui nhưng mà đây là bản sao. Được đấy nhở. Ghép luôn cái món đồ này đi. Này có vẻ hơi đồ, hơi thừa đồ tăng mana. Sống được không? Tôi bây giờ tôi thiếu mỗi cái đồ hút máu thôi là ngon. Con này nó lướt là nó hồi máu được ấy thì nó mới ngon. Ui, từ từ. Hai con Squire này. Độc trứng không? Độc trứng không? Không. Tôi nghĩ độc trứng cho Batman ngon hơn chứ. Từ từ đã, bình tĩnh. Rồi, gặp lại thằng Feather. Gặp lại thằng Feather. Ui. Sợ thế. Nó kê con tabu ở dưới anh em ạ. Mẹ vãi đái. Nó kê con tabu ở ngay cái đường lướt. May bờ linh xuống lướt luôn đấy. Đủ đồ mala thế là lướt luôn chứ không có dừng lại, không là nó bơn mala đến chết. May quá anh em ơi. Rồi. Quá tuyệt vời. À đây rồi. Có gợi như ý này. Hay. Rồi gợi như ý được. Ghép luôn. Tôi nghĩ là sẽ phải có gợi như ý này đấy. Mấy cái con kia nó toàn mấy cái con hồi máu á. Căng thẳng phết nhờ. Hai mươi chín máu tôi nghĩ là vẫn có thể trụ được một round nữa. Nếu mà chẳng may mà con người lướt có bị Doom. 29 máu Assassin nó sẽ không đẩy được quá 30 máu đâu anh em ạ. Tôi nghĩ là vẫn có thể sống. Vẫn có thể sống được. Căng thẳng thật sự luôn. Chuyện này Tuấn Cơm đánh ác phết nhỉ. Ý tôi nói là Tuấn Cơm chịu vàng ấy. Chứ tôi thì lúc nào cũng đánh ác rồi. Không phải chỉ riêng trận này. Đấy, nhưng mà Tuấn Cơm chịu vàng trận này có phải hoành căng đấy. Ok, 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 ok. Ok, ui. Nam to thật sự. Được không, được không? Rồi, một mình solo được không? Một mình cậu solo được không? Một mình cậu solo đi. Hay quá, đẩy nhiều máu luôn anh em ạ. Rồi, bây giờ mọi thứ đã trở về cân bằng rồi. Bây giờ chúng ta đều có thể là thấy là hai người Tuấn Cơm đều 29 máu. Ok. Vậy là đến cái giai đoạn solo. Cơ hội phục thù cho Tuấn Cơm. Dã man. Rồi, cái con Grand Hedas này của tôi nó đang cướp được cái skill của con cáo. Nó có thể có khả năng chọc được ở trong cái bộ gót. Dồn đồ cho nó thôi. Grand Hedas gánh kèo à? Đúng không? Có phải không? Để xem là Grand Hedas có thể gánh với tôi không nhá anh em nhá. Chúng ta sẽ bước vào đến cái giai đoạn solo. Và những cái round tiếp theo sẽ là những cái round căng thẳng nhất ở trong trận đấu. Sẽ là cái round đấu trí thực sự. Chúng ta sẽ phải đánh bằng cái việc của xếp bài đấy anh em. Đội hình thì đương nhiên là chúng ta sẽ không xoay gì rồi.
Bộ này thì nó đóng khung nó sẽ là như này rồi. Hơn nhỏ cái xếp bài đó. Ok. Huyết trượng này, cho xin huyết trượng này. Rồi, ok, có huyết trượng nhá. Phải có cái này thì mới vô địch được. Từ đã, bây giờ tôi bỏ bớt mấy cái món đồ này ra. Hút máu này. Bỏ bớt đồ cho Grand Herald đi. Rồi. Một cái viên ma lăng. Rồi, ghép luôn. Ok, roll tiếp rồi. 20 tiền roll này. Ui dồi ui. Lên được cả bét ông mẹ lên 2 sao luôn. Rồi, round sau, round sau. Round sau chúng ta thay Saman vào anh em nhé. Round này thế là được. Ấy, con Doom nó không Doom được. 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 Mày chết. Mày chết. Nhưng mà cái con Sailing của nó lên 2 sao trông lực quá anh em ơi. Hỏng rồi. Không ăn được. Doom vẫn sống. Thôi sao. À u, nhưng mà vẫn không ăn được. Chắc chắn là không ăn được rồi. Con Sailing này nó có đồ Kira. Nó trâu kẹp cả cá rồi anh em ạ. Cả chén thánh nữa chứ. Đánh heo thì vãi cứt luôn. Toàn đồ hồi máu ạ. May mà tôi chuẩn bị ngay từ đầu. Tôi ghép toàn món đồ chống hồi máu nhá. May ấy. Chúng ta có sự chuẩn bị rồi. Rồi rồi. Bây giờ phải ăn vào cái xếp bài thôi anh em ạ. Chấp nhận là bỏ gót ra. Hai gót à. Ok. Rồi. Sợ phết đấy. Ui con Doom, Doom con gì đấy? Doom vào Bad Omen. Hay, giết được con Doom rồi. Ui dồi ui, hay. Quá xuất sắc luôn. Đến từ vị trí của con Doom 1 sao anh em ạ. Con Doom 1 sao là Doom vào con Sailing Assassin. Chiến thắng ở cái round vừa rồi là nhờ con Doom. Ok. Căng thẳng phết. Bây giờ đưa con heo lên 2 sao. Rồi nè. Ui dồi ui, được quá nhờ. Xong rồi. Full đội hình mắc binh rồi đấy anh em ạ. Không thể mạnh hơn được nữa rồi. Bây giờ tất cả chúng ta đều tập trung nhờ việc xếp bài anh em nhé. Xếp bài counter. Xếp như thế nào để con Tsunami của đối thủ nó không tung được trưởng. Kỳ quan trọng ạ. Ok bạn ơi. Ú được rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Hay quá. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Hay quá. Ui ăn được không? Doom của đối thủ vẫn sống kìa. Ui thế thì cũng chưa biết được đâu anh em. Không được rồi. Có rồi. Tao này thua. Cái con này của tôi nó không có cái giáp băng. Giáp băng mới là cái loại 1 sao thôi, chưa phải loại cam. Khó chơi nhỉ. Cái round vừa rồi là xếp là cũng rất là ngon đấy nhá. Giết được con Tsunami nhưng mà rồi cuối cùng là vẫn thua. Thực ra cái mấu chốt là chính ở cái chỗ con heo ấy. Con heo sau khi nó giết được con Tsu, gọi con Tsu hoặc là gọi ra con Doom thì Doom với Tsu nó sẽ tung trưởng luôn và khóa khống chế cực kỳ khó chịu luôn. Thế là cái key và chiến thắng của đối thủ chính là giết chết con heo sớm. Bây giờ muốn ăn đối thủ ấy, lừa đối thủ bắt con heo. Ok. Cho cái con heo đứng một mình như kiểu không có cái gì phòng bị. Sau đó chúng ta chuyển dây cuối. Ok bạn ơi. Thế thì dính bẫy rồi bạn ơi. Ui giời ơi. Round này là round kết thúc rồi anh em ạ. À. Đi guốc trong bụng đối thủ luôn mà. Dã man. Này thì bắt heo với chúng tôi. Bảo kê tận răng luôn anh em ạ. À. Ồ thế là không phục thù được à. Cái độ quyết tâm ăn ở cái trận này là cực kỳ cao đấy. Kẹp Doom các kiểu các thứ. Sailing Assassin lên được 2 sao mắc binh ở trong cái bộ Assassin rồi mà vẫn không ăn được à. Thôi thì hẹn gặp lại tuần cơm ở phiên bản vũ trụ này ở cái tập thứ tư vậy anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi.
Và nếu còn thời gian mà anh em chưa xem tập 1, tập 2 của Vũ Trụ Song Song, anh em có thể chọn clip bên trái và bên phải ở màn hình kết thúc anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!